Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Faye đã đẻ đàn con của Loki. Này, cho con. Vừa mới lau xong đấy. Nhìn cũng rốn này. Vừa lau được khô người rồi. Đây là Faye. Faye thì to cao, to con, màu mảng này thì cái màu sẫm này thì cũng là tốt, nhưng mà cái nét ở trên mặt thì cái chấm mắt và cái mảng màu ở trên mặt nó không được nét như là mấy con gọi là hàng top của trại. Đây, đây là cho con của Faye và Loki. Để đếm xem nào, con nào đực con nào cái nha. Nó có cái là đây. Cái này một con này, cái này hai con này, cái này, cái nó tụ hết ở bên trên này, ba con này, đực này một con này, đực tiếp này hai con này, đực tiếp này ba con này, cái này bốn con này, đực này bốn con này, đực cái bằng nhau. Được tiếp được 5 cái 4 à, tạm thời bây giờ là 9 con. Bụng này thì khả năng vẫn còn một con nữa, mới đẻ được đến bây giờ là xem nào, đến bây giờ là 5 tiếng từ lúc đẻ con đầu tiên. Con đây, để cho mọi người xem từng con một nha. Ở cái đàn này thì nó con Faye là con ở bên ngoài trại. Đây, Faye ngồi lên nhìn cái mặt của Faye, cho nên là e ngại cũng có cái là một cái tỷ lệ e ngại, nó có một cái tỷ lệ các con chó con nó sẽ có cái móng thừa là cái huyền đề, nhưng đây thì nó không có con nào có cả. Mọi người nếu mà để ý khi mà vừa rồi mà xem sát gần thì mọi người sẽ thấy nó không có con nào nó có cái móng đeo cả. Bình thường các cái con đực với cái của trại mà phối với nhau thì nó sẽ không có ra con nào có móng đeo bao giờ đâu. Các cái trường hợp mà phối với lại cái ngoài, những con giống mà bắt ở bên ngoài thì mới xuất hiện cái móng đeo, chứ ở trong cái các cái con chó theo kiểu cái con chó máu Đức thì nó ít xuất hiện cái được cái móng đeo, nó ít hiếm khi. Đây nha, nhấc từng con một xem. Cái con ở ngoài này đi. Đây. Yên, em nằm yên, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Con này con cái, mọi thứ cho đến bây giờ nhìn sinh ra là mọi thứ là tốt. Nằm yên, để yên cho con nó đi. Nhấc chúng nó ra kiểm tra thôi.
Ok. Phây à? Con thứ hai là con cái. Phây. Con cái này xem nào. Cái này nó có cái là có chấm lông trắng ở ngực rồi. Có chấm lông trắng ở ngực và tí chấm lông trắng ở cổ. Lông không được tốt lắm. Nè, pha mảng rồi. Pha màu. Đây là con thứ hai. Ok, con thứ ba. Nào. Con thứ ba là con đực phây à? Phây. Oánh phây già đấy. Sao con của phây con nào nó cũng có chấm trắng một tí ở cổ này. Đây. Ngực thì coi như là không không đáng kể nhưng mà ở cổ nó có một tí lông trắng này. Đấy. Được. Chân thì không có gần đây. Rồi. Hai con lem một tí lông. Phây à? Phây. Phây trông con khá khéo. Nhìn dáng nằm. Nằm kênh chân để cho con luồn ở bên dưới. À. Bụng à. No rồi đấy. Cún rốn này nó chỉ đẻ sau khoảng tầm 12 đến 15 tiếng là nó sẽ khô. Khi mà cho mẹ mang bầu ấy mà cho ăn chibi thì mọi người nhìn cái lông của nó. Đấy. Cho ăn chibi thì cái lông của con mẹ nó cũng mang bầu, cái lông nó vẫn bóng và cho con đẻ ra thì nó rất là khỏe. Cho con đẻ ra nó khỏe và cho mẹ nó không có mệt, nó đẻ nó không mệt. À, như bình thường, như không. Đấy. Mẹ chăm con. Phây thì màu mảng thì ok, khung gọng to cao. À, cái nét của phây thì nó không được nét lắm. Đấy, mọi người nhìn cái mảng màu. Nếu mà xem nhiều các cái video chó của trại thì mọi người sẽ thấy nó có một cái sự khác, nó khác một chút. Để mọi người nếu mà mọi người nhìn thì mọi người sẽ cảm nhận được nó sẽ khác một chút. Cho nên là giá của các đàn chó con nó phụ thuộc vào cả con bố và con mẹ là vì như vậy. Không chỉ phụ thuộc vào chó con. À, chó con đẹp hay chó con trung bình. À, chó con khỏe. Chắc chắn hay là chó con yếu, chó con nhanh nhẹn hay là chó con ù ì. Đấy là nó phụ thuộc vào chó con. Nhưng ngoài ra nó phụ thuộc vào cả con bố mẹ nữa. Bởi vì nó là mang tính chất dòng máu di truyền.
có những thứ lúc bé thì không nhìn được, nhất là cái di truyền mạnh về cái tính cách, về cái thần kinh, cái tính cách. Phây thì cũng rất là ngoan. Mẹ liếm vào này làm lại cũng rốn lại chảy máu này. Máu một con mèo mà nó không liếm này thì cầm máu thì nó đơn giản lắm, không có phải phức tạp gì cả. Đây. Đây. Dùng cái khăn, cái giấy này này, cầm giữ bóp một tí, bóp nhẹ không cần phải bóp mạnh, giữ yên một tí là nó sẽ cầm máu. Bởi con này nó là xa, con mẹ nó không với được chứ. Hoặc là cho mẹ, đưa cho mẹ liếm. Giờ bụng muốn cho con nên cho mẹ liếm thì nó cũng sẽ cầm máu. Nhưng làm thế này cũng được. Đấy, bóp giữ như vậy. Bóp mớm tí thôi. Giữ. Như kiểu là vết thương hở, chúng ta bóp vào để cho nó cái miệng vết thương nó khép vào ấy, thì nó sẽ cầm máu kiểu vậy, chứ không phải là chỉ có dùng cái này để lau đâu. Lau là một thôi, ép vào để cho nó cầm máu là hai. Cái đấy mà nó có tác dụng cầm máu. Đây. Ok. Nhiều người thì cứ hỏi xem là phây trông như thế nào đây. Mọi người nhìn cái này là nhìn cái hình ảnh rất là gần của phây này. Phây thì không được quay, chưa được quay cái video riêng nè. Chỉ có cái video lúc phối thôi là quay thôi. Đây, mặt của phây đây. Khác chút, chấm bì mắt nó hơi to. Nếu mà khi mà mọi người mà nhìn quen cái chấm bì mắt nhỏ, mọi người sẽ thấy cái chấm bì mắt hơi to, nhìn nó hơi dại dại. Phây thì có cái lợi thế là phây to con. Phây to con, nhiều người thích con chó to con, thích cả bố cả mẹ cũng to. Thì phây là một con to con. Cỡ mọi người nhìn này. Những người nó găng tay này. Mọi người thấy. Hay là so với lại cái viên gạch ở đằng sau. Phây là to con, khoảng tầm xít 50 cân hoặc 50 cân. Một cái như thế là rất là to. Đàn này thì thấy có một hai con. Mới nhìn qua là thấy có một hai con là có cái chấm lông trắng ở ngực. Nhiều người thì nhiều người thì hỏi là cái con chó mà nó có cái chấm lông trắng ở ngực thì nó có phải là cái con chó lai hay là không. Thì đây mọi người để thấy nha, là con bố con mẹ là hai con chó thuần chủng nha, có giấy tờ gia phả nha. Theo kiểu bố mẹ nhập hoặc là nhập ở đời ông bà, nhưng mà nó vẫn ra cho con có cái tỷ lệ nó bị loang lông, tức là lông của nó không bị loang ở trên người đâu, mà nó loang ở mặt dưới bụng thôi. Đâu rồi, để xem thế là có con nào bị loang lông. Vừa nhìn thấy có con bị loang lông nào, để anh mượn con tí thôi, được không cho mượn thôi.
Đây. Con nào nó đang nằm ngửa yên. Con này không có, không bị chấm ít quá, con nào chấm nhiều cả. Đây. Như con này. Như con này này. Nó có vệt, một cái vệt lông trắng nhỏ bên dưới ngực, dưới cổ mọi người thấy không? Đấy. Đấy. Và một tí chấm ở đây. Thì cái việc mà con chó nó có pha cái giải màu này, nó là một cái, nó được xác định là một cái mảng màu không chuẩn mực. Mảng màu không chuẩn mực. Nó như kiểu ở trên người chúng ta có vết bớt ấy. Kiểu vậy. Trên người có vết bớt. Thì mọi người sẽ thấy là những cái đàn chó mà 100% các cái con ở trong đàn là mảng màu của nó nét căng, thì mọi người thấy là cái về cái gen của nó, cái bộ gen của nó ổn định như thế nào, mọi người có thể tưởng tượng được. Còn bình thường thì đa số các đàn là đều sẽ có những con pha, sẽ có con bị lem màu. Lem màu ở dưới, ở ngực, cho nó là thường cho nó sẽ lem màu ở đây, ở ngực này, một là ở đây này, ở đây, hai là ở cái khoảng này, dài cổ, dưới cổ. Thì là này để cho, để rồi nó to lên rồi sẽ soi chi tiết, chứ bây giờ nó mới đẻ là con mẹ nó đang giữ con nó đó. Cứ sờ đến con nào là nó nhào nhào lên, mới đẻ, vừa đẻ xong. Thì rồi sẽ xem là cái đàn này nó có mấy con loang màu. Lúc nãy đếm được cái là 5, được 4 cái. Chờ đến tối nay. Tối nay thì xem nào. Con mẹ cắn chưa hết cung rốn này. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải hỗ trợ con chó nó cắt rốn cho con. Hỗ trợ con mẹ nó cắn rốn, cắt rốn cho con là để mà nó không bị cắn cái rốn, nó không bị cắn quá sâu, hoặc là cắn nó không có hết. Nó cắn nó để thừa cái sợi tơ, như thế là con chó con nó có thể bị mắc. Bị mắc cái cuốn rốn, cái dây rốn đi mà nó dài theo cái kiểu sợi tơ đấy là nó bò, nó có thể mắc. Con nọ đè con kia hay là con mẹ đè chân vào này kia rách, kéo rách bụng. Nào, cắt hộ nó cái đấy để cho nó gọn. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.